Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu với bạn camera của mẫu điện thoại đến từ Pháp, Wico Highway 4G. Camera này thường rất khó hỏng, nhưng tùy một số trường hợp như rơi vào nước, up zoom lỗi thì camera này bị hiện tượng chết ố khi mà vào một camera nó báo lỗi không truy cập được hệ thống hay là chụp ảnh rất là mờ. Trong khi đó, Wico Highway 4G là một trong những mẫu có máy ảnh chụp rất là đẹp của Wico hiện nay. Còn gì tồi tệ hơn khi việc là điện thoại của chúng ta không còn chức năng chụp ảnh hay chụp ảnh có cũng như không. Di động cao cấp.vn hiện đang cung cấp đủ hết các mẫu của Wico, từ Wico 4G, Wico Highway, Bloom hay tất cả những mẫu điện thoại Wico đều đã có được link phụ kiện chính hãng 100% thay thế. Đây là camera trước và sau của điện thoại Highway 4G. Khi quý khách hàng có nhu cầu mua sửa chữa camera của Highway 4G, quý khách vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999, di động cao cấp.vn, địa chỉ sửa chữa điện thoại Wico nói chung và điện thoại Wico Highway 4G nói riêng hàng đầu hiện nay, với 100% link phụ kiện chính hãng của Wico cung cấp. Mọi thông tin về sản phẩm khách vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 để tư vấn hướng dẫn cụ thể, tùy từng trường hợp để có cái phương án xử lý cụ thể, nhanh và chính xác nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.